Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể làm mở khóa con điện thoại Oppo A31 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình, đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này nhá. Thì đây, mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Đó, ở đây các bạn cũng có thể là kiểm tra con điện thoại này bằng cách là các bạn chọn vào cuộc gọi khẩn cấp cho mình. Sau đó là các bạn gõ cho mình cái lệnh là sao thăng 899 thăng. Các bạn chọn cho mình là software version. Đó, ở đây con này thì có cái modem là CPH2073 này. Nó đang chạy cái phiên bản Android 9 này. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ tắt máy đi cho mình nhá. Các bạn sẽ trượt xuống để tắt máy nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử vào chế độ Zigbee để mình wipe data xem có được hay không nhá. Đó, mình sẽ bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng này. Hiện lên logo thì các bạn nhả ngón tay ra cho mình nhé. Đây các bạn để ý ở đây nó có cái chữ là Zigbee Mode này. Đó, nó sẽ vào chế độ Zigbee Mode nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào là Ignite này. Mình sẽ thử chọn vào là Wide Data này. Đó, các bạn để ý ở đây nó vẫn yêu cầu chúng ta phải nhập cái mật khẩu vào nhá. Và đương nhiên là mật khẩu mình đã bị quên rồi. Chính vì vậy mà mình sẽ không sử dụng được cách này nhá. Bây giờ thì mình sẽ cần phải có máy tính và mình sẽ sử dụng một cái tool hoàn toàn miễn phí ở trên máy tính nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt điện thoại đi này, mình sẽ quay trở lại này. Sau đó là mình sẽ chọn vào là Power Off để mình tắt máy đi nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá. Ok, trên màn hình máy tính mình đã để sẵn cái tool đó là MTK GSM Suten version 1.3.8. Thì link tải tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn tải về. Sau khi tải về các bạn cũng cho ra màn hình laptop giống như mình nhé. Rồi trước khi giải nén cái tool này, các bạn lên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus đi. Các bạn chọn vào mũi tên này, chọn vào Windows Security ở đây nhé. Nếu mà các bạn không thấy cái biểu tượng của nó ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm với cái từ khóa đó là Security này. Đó, các bạn chọn cho mình là Windows Security. Các bạn chọn cho mình là Virus and Threat Protection. Các bạn chọn cho mình là Manage Setting. Rồi Real Time Protection này các bạn sẽ off đi cho mình nhé. Đó, ban đầu thì nó on, ở đây thì mình đã off rồi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giải nén cái tool này, mình sẽ chuột phải vào nó này. Mình chọn là Inject Tool MTK này. Các bạn điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào vòng full done này. Các bạn chọn OK cho mình này. Ok, cái thư mục mà mình vừa giải nén ra đây nhá. Đó, mình sẽ cho ra đây để các bạn dễ nhìn này. Mình sẽ mở nó ra này. Việc đầu tiên là các bạn lên cài đặt cho mình cái driver này nhá. Qualcomm MTK driver. Đó, các bạn kích đúp vào cho mình. Rồi nếu nó hiện lên cái bảng này thì các bạn chọn là More Info. Chọn vào Run Anyway. Các bạn chọn Yes. Rồi các bạn chọn cho mình vào cái chữ Trung Quốc này nhá. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là Finish này. Ok, sau khi cài đặt xong driver thì các bạn sẽ mở cho mình cái file đó là beta version 1.3.8 này nhá. Các bạn kích đúp vào cho mình. Các bạn hãy chọn cho mình là More Info và Run Anyway. Các bạn chọn Yes cho mình. Đó, tool này nó đã mở lên như này nhá. Vào trong đây thì tốt nhất là các bạn cũng cài thêm cho mình cái driver ở trong đây nữa. Các bạn bấm cho mình vào Install Drive. Install driver này. Đó, nó tự cài đặt driver nhé. Rồi bây giờ thì mặc định nó đang ở tab Oppo này. Bây giờ thì các bạn sẽ tìm cho mình đến con Oppo A31 đây nhé. Đó, ở đây thì nó hỗ trợ tất cả những cái modem như là CPH2015, CPH2073 chính là con này của mình nhé. Hoặc là CPH2081 thì nó đều hỗ trợ hết nhé. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là format factory này. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là execute nhá. Đó, ở đây cái quá trình factory reset này thì nó cũng sẽ xóa luôn cả xác minh tài khoản Google nữa nhá. Đó. Thế nên nếu mà các bạn nào quên cả cái tài khoản Google thì chúng ta cũng sẽ không lo nhá, nó sẽ xóa luôn cả tài khoản Google cho chúng ta nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm những cái bước như sau, mình sẽ tắt máy đi này. Ở đây thì mình đã tắt rồi nhá. Sau đó là mình sẽ bấm và giữ đồng thời
tăng và giảm âm lượng này, sau đó là chúng ta cắm cáp vào nhá. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối con điện thoại của mình với máy tính bằng chính cáp sạc của nó này. Một đầu này thì mình sẽ cắm sẵn vào máy tính này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng nhá. Các bạn chú ý chúng ta phải bấm giữ đồng thời cả tăng và giảm âm lượng này. Và chúng ta tránh bấm vào cái nút nguồn này nhá. Sau đó là các bạn ghim cáp vào cho mình này. Đó, các bạn cứ bấm giữ nhá. Đấy, nó chạy như này thì các bạn nhả ngón tay ra. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, ở đây nó báo là OI đang rồi này. Đó, ok. À, bây giờ thì mình sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa nhé. Mình sẽ rút cáp ra này. Và bây giờ thì mình sẽ bật nguồn lên nhé. Mình sẽ bấm giữ nút nguồn này. Đó. Các bạn chờ đợi cho điện thoại của mình nó khởi động lên nhé. Ok, như vậy là điện thoại mình đã khởi động lên nhé. Nó đã chọn ngôn ngữ là tiếng Việt rồi này. Bây giờ thì mình sẽ chọn là tiếp theo này. Khu vực thì mình cũng sẽ chọn Việt Nam này. Mình chọn tiếp tục này. Điều khoản sử dụng này mình sẽ bấm tiếp tục này. Sử dụng dữ liệu di động các bạn bấm tiếp tục cho mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Rồi mình sẽ bấm là tiếp theo này. Mình sẽ bấm là tiếp tục này. Ok, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Rồi mình sẽ bấm là bỏ qua. Ở đây thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây, hoặc các bạn có thể là tạo một cái tài khoản mới nếu mà các bạn đã quên cái tài khoản cũ nhé. Ở đây thì mình sẽ bấm bỏ qua để mình vào nhanh cái màn hình chính này. Rồi các dịch vụ của Google mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận này. Rồi đặt mật khẩu màn hình đấy thì mình sẽ cài đặt sau nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Cập nhật phần mềm mình sẽ bấm là tiếp tục này. Đó, đây thì mình sẽ bấm là thiết lập thành điện thoại Oppo mới nhá. Rồi đây thì mình sẽ bấm bỏ qua này. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Oppo A31 này để mình có thể là sử dụng được rồi nhá. Bây giờ cái công việc cuối cùng của chúng ta chỉ là mở CarPlay lên. Sau đó là các bạn chọn đăng nhập. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây, hoặc là do các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ đấy thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản mới dành cho mục đích cá nhân của tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một cái tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa con điện thoại Oppo A31 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình thành công rồi nhé, bằng cái tool hoàn toàn miễn phí ở trên máy tính. Rồi, nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.